Con quỷ. Sao năm nay thời tiết khắc nghiệt thế không biết, nắng như đổ lửa. Chết thật, hết sạch nước rồi. Thôi đành, ăn tạm cơm trước, rồi vào đâu đó xin nước vậy. Không biết là có nuốt nổi không nữa. Anh là ai? Tôi là Tử, một người mới xa cơ thất thế. Tôi chưa tìm nổi một việc làm, nên phải lang thang ngủ đường ngủ chợ. Thế anh ngủ ở gốc cây này đó hả? Bây giờ kiếm việc làm khó lắm, người thì đông mà việc thì ít. Chắc anh cũng chưa ăn gì. Đây, tôi chia cho anh một nửa nắm cơm của tôi. Anh ăn đi cho đỡ đói. Cảm ơn anh. Anh có nhiều trống thế, bán hết chỗ này có được nhiều tiền không? Bán hết thì cũng được khá khẩm đấy. Nhưng vấn đề là cũng hơi khó bán. Chỗ tôi bán mọi khi mọc lên nhiều hàng trống lắm, thế nên tôi phải gánh trống đến vùng này bán. Mà xem ra nơi này có vẻ vắng thưa người quá. Chà, mình mà được gánh trống này thì cũng qua được cơn đói khác đây. Mà tôi bảo nè, tôi cũng không khá khẩm gì hơn anh, nhưng nhìn anh như vậy tôi thật không đành lòng. Giờ anh có muốn đi bán trống cùng tôi không? Lời lãi chúng ta cùng chia nhau. Anh mới nói gì? Tôi có thể đi bán trống cùng anh hả? Đúng rồi, đường còn dài, chúng ta thi nhau gánh. Được lời lãi tôi sẽ chia cho anh. Nhưng tôi cũng nói trước là việc này không dễ dàng đâu. Tôi biết mà, chúng ta đi luôn đi anh. Hy vọng là chúng ta sẽ bán được hết trước khi trời tối. Hai người cùng nhau đi dưới cái nắng ban trưa. Họ đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa gặp một người nào. Gánh trống còn nguyên mà hai người đã thấm mệt. Anh xem kìa, một cái giếng cạn. Thật là may mắn quá, chúng ta có cái để uống rồi. Giếng sâu quá, chúng ta chẳng có gì để múc nước cả. Bây giờ ta làm cách này thì uống được. Tôi buộc sợi dây lưng vào người. Anh nắm chặt lấy một đầu dây để tôi bám vào thành giếng trèo xuống. Uống xong ông kéo lên cho. Sau đó đến lượt ông lại làm như tôi để xuống. Thả xuống một chút nữa. Một chút nữa đi, sắp tới rồi. Được rồi, kéo tôi lên đi. Nước trong và mát lắm. Bây giờ đến lượt anh. Tôi uống xong rồi, kéo tôi lên đi. Đúng là một tên khờ khạo. Giờ thì gánh trống đã thuộc về mình. Chỉ cần mình bán hết là mình sẽ có một số tiền rất khá rồi. Mình sẽ có vốn làm ăn và gây dựng lại từ đầu. Anh Tứ ơi, anh đâu rồi? Anh kéo tôi lên đi, kéo tôi lên đi. Có chuyện gì thế này? Anh đâu rồi chứ? Mau kéo tôi lên đi, đừng bỏ tôi dưới này mà. Có ai không? Cứu tôi với. Mình thật là cả tin, mất cả gánh trống. Giờ chắc là chỉ còn nước, chết ở dưới đây thôi. Trời sắp tối rồi, làm gì có ai đi qua nơi vắng vẻ này chứ. Hả? Rắn, rắn, có ai không? Cứu tôi với. Rắn ơi, tôi ăn ở hiền lành, xin rắn đừng làm hại đến tôi. Xin hãy bò đi chỗ khác đi. Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi với. Bám chặt sợi dây, tôi kéo lên. Đa tạ anh đã cứu mạng tôi. Anh chỉ cần đến trễ một chút nữa thì chắc chắn là tôi đã mất mạng rồi. Anh làm gì mà lại rơi cả xuống ấy? May mà hôm nay có tôi đi ngang qua, chứ ở đây làm gì có ai khác dám lui tới chứ. Đó là một câu chuyện dài lắm. Trời tối quá rồi, anh làm ơn có thể cho tôi về nhà anh ngủ nhà một đêm được không? Tôi sẽ rời đi sớm. Tôi không có nhà và ở nơi này cũng không có ngôi nhà nào đâu. Càng đi tiếp sẽ càng vào rừng rậm. Nơi đó có tiếng rú hải hùng, bất cứ kẻ nào đến cũng sẽ tự chạy quay đầu lại. Ở đây chỉ có một ngôi chùa và cũng là nơi tôi ở. Có ba con quỷ dữ lắm, thường đến canh ba thì chúng hiện ra. Người quen thì chớ, còn người lạ thì chúng nó bóp cổ. Thôi, anh đi chỗ khác mà trú, đừng lân la nơi đây mà thác uổng mạng, mà tôi cũng bị liên lụy theo. Anh ơi, cứ làm ơn cho tôi ẩn nấp một chỗ nào đó kín đáo để tôi ngủ nhờ một tối. Kẻo tôi bây giờ không thể lê bước đi đâu được nữa. Thôi thì trong chùa có cái hang mà ba con quỷ hay ra vào. Bên cạnh cửa hang có một chỗ kín có thể ẩn nấp được. Anh vào đó mà ngủ, may ra thì thoát được.
Ngoài đó ra thì chả có nơi nào kín hết. Còn nếu anh lang thang ngoài đường cũng sẽ bị lũ quỷ ăn thịt thôi. Nào, theo tôi. Chúng ta cố thủ ở lại nơi này đã quá nhiều ngày mà vẫn chưa thể tìm ra được thần rắn. Dẫu rằng trên đầu của người có một nốt đỏ phát sáng, nhưng không dễ gì chúng ta có thể tìm ra được. Nếu không tìm ra thần rắn, chúng ta sẽ mãi mãi không thể trở về làm rắn như chúng ta hằng mơ. Sẽ phải sống với bộ dạng quỷ này suốt cả cuộc đời, chỉ vì chúng ta nhỡ ăn phải đồ ăn của phù thủy. Một người lạ ư? Số người tàn rồi nên mới trốn vào đây. Đừng hại tôi. Tôi biết thần rắn ở đâu. Dám có nửa lời nói dối, biết hậu quả rồi đó. Nói, thần rắn đang ở đâu? Rồi chúng ta đi ngay. Đâu, thần rắn ở đâu chứ? Người dám lừa bịp chúng ta? Không thể như thế được. Rõ ràng là tôi đã thấy con rắn có chấm đỏ ở đây lúc mới chập tối mà. Chết đi, con rắn quái quỷ này, chết đi. Ở bên đó hình như có gì, chúng ta đi thôi. Chết đi, người dám. Cuối cùng thì chúng ta cũng trở lại được hình hài là rắn như trước rồi. Tránh ra, lũ rắn khốn kiếp này. Xin cái thần rắn hãy tha thứ cho bạn tôi, xin hãy để tình tôi giúp các ngài. Coi như lần này các ngươi gặp may. Trời ơn anh đã cứu tôi. Tôi đã phạm phải sai lầm lớn với anh. Tôi đã cướp đi của anh cả gánh trống, rồi còn bỏ mặc anh dưới giếng sâu. Vậy mà anh vẫn không bỏ mặc tôi. Thấy người gặp nạn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi chỉ buồn vì từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ còn tin tưởng một người bạn đường như anh được nữa. Tôi đã hết lòng với anh, vậy mà nhưng anh đã đi, sao anh còn quay lại? Đây là đường cục, phía trước là rừng già với tiếng hú hét kinh dị lắm. Anh ơi, tôi biết tôi sai rồi, xin anh hãy cho tôi đi cùng để chuộc lỗi với anh có được không? Không, tôi không cần những điều đó đâu. Tôi chỉ mong anh từ nay đừng bao giờ gian xảo và lọc lừa một ai nữa. Hãy là một người tốt, khi ấy những điều tốt tự khắc tìm đến anh. Từ giờ phút này, đường anh đi, đường tôi đi. Tôi sai rồi, tạm biệt người bạn đường đáng quý. Cá chép hóa rồng. Thuở ban sơ, Ngọc Hoàng mới tạo ra đất trời chưa được bao lâu. Khi ấy, người là người ban mưa gió xuống trần gian. Không ổn công, chúng ta nghiến răng kèn kẹt, trời cho mưa xuống rồi. Đã quá, mưa mùa hè tuyệt thật. Giờ muôn loài thủy sinh đã yên tâm phát triển. Tuy nhiên, trên núi, trong rừng, các loài còn chưa được phong phú, đúng không? Vâng, thưa Ngọc Hoàng, các loài trên núi còn thưa thớt lắm ạ. Trong rừng cũng vậy. Được rồi, trên rừng dưới biển, vạn vật phải được hài hòa. Nơi thiếu cần được ưu tiên bổ sung. Giờ nước đều đã ổn định, ta sẽ không trực tiếp làm mưa gió nữa. Nay ta ban cho rồng của thiên giới việc làm mưa xuống trần. Hãy truyền lệnh ta, xin tuân lệnh Ngọc Hoàng. Rồng từ đó thay Ngọc Hoàng làm mưa, nhưng số lượng rồng lại ít quá, không đủ cho mưa đều khắp nơi. Chẳng bao lâu dưới trần gian xảy ra nạn hạn hán. Cứ nắng nôi mãi thế này, mưa không về lấy một giọt. Hạn hán thế này, loài thủy sinh chúng mình là chết đầu nước. Dạ, nạn hạn hán đang thực sự rất nghiêm trọng, thưa Ngọc Hoàng. Số rồng của thiên giới hiện tại là bao nhiêu? Tâu Ngọc Hoàng, cả thảy là 6 ạ. Ta muốn chọn các loài thủy sinh lên làm rồng. Chính chúng sẽ là người hiểu nhất nước có ý nghĩa thế nào với sự sống còn. Dạ, điều này thần e rằng khó có thể đoán định trong số các thủy sinh loài nào đủ khả năng để thành rồng. Ta sẽ tổ chức một cuộc thi nghiêm ngặt, chuẩn bị ban chiếu chỉ của ta xuống vua Thủy Tề, chủ trì tổ chức. Vâng, thưa Ngọc Hoàng anh minh. Chiếu chỉ của Ngọc Hoàng đã rõ, ta chính thức phát động cuộc thi rồng. Kén chọn loài nào đủ sức đủ tài xứng làm rồng thiên giới. Thưa vua Thủy Tề, chúng tôi nhất định sẽ dự thi, khó mấy cũng phải ghi danh tham dự. Ta hoan nghênh tinh thần của muôn loài. Để hóa rồng, các khanh cần qua 3 đợt sống.
vượt thác Vũ Môn được tạo nên bởi linh khí của trời đất. Loài cá lớn chúng ta nhất định sẽ làm nên chuyện. Các bạn cứ đi thi cho vui, chứ làm rồng thì đã có chúng tớ lo rồi. Các anh chớ có nói trước. Ừ, thì cơ hội là như nhau, nhưng khả năng thì lại khác. Ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu hành trình với thác Vũ Môn nhé. Ừ, chúng ta nhất định sẽ hóa rồng. Anh có chép, mai anh đi cùng chúng tôi luôn chứ. Các anh cứ tới trước đi, tôi muốn tập luyện thêm nữa. Có cơ hội này để mang nước về cho muôn loài, mình nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Hơi dào, anh cứ khéo quan trọng hóa vấn đề, không đến nhanh ấy à. Các bầy thủy sinh khác họ hóa rồng hết. Thôi kệ anh ấy, chúng mình cứ đi trước. Một tháng sau, thác Vũ Môn quả thực không dễ chinh phục. Đã hơn một tháng trời nhưng chưa loài thủy sinh nào vượt qua được đỉnh cao nhất. Sức vóc như các cậu, tốt nhất nên về đi. Khó đến thế kia à. Trời, tôi đã thử đến lần thứ 5 rồi. Không ngờ thác lại cao đến thế. Sóng mạnh quá, tôi bơi còn không nổi đây này. Tôi phải nghỉ mấy ngày mới dám bơi về, chứ đừng nói gì nhảy lên đó. Đã vượt qua bao thác ghềnh mới đến được đây, còn chưa chinh phục mà các anh đã nản chí thế rồi hả? Mấy anh cá lớn thế còn phải bỏ về mà cứ cứng đầu phi lên. Kìa, anh ấy suýt thì hóa rồng rồi này. Vây vẫy râu, anh ấy chả phải râu rồng là gì. Tiếc là không qua được ngọn thác thứ 3, lưng cong cụm lại rồi. Biết thế này tôi đã luyện tập kỹ càng. Là anh cá chép ở sông nhà mình đây mà. Trời ạ, à, anh ấy đang phi như bay lên thẳng ngọn thác. Ui chà, chú chép kia chẳng phải chép thường đâu nhá. Phải năng rèn luyện thân thể lắm, bản chất lại quý hiếm đặc biệt, miệng ngậm ngọc trai kia kìa. Cá chép nhờ được sóng cao đưa lên, qua luôn một lần ba đợt sóng, vượt Vũ Long Môn, nhã ngọc hóa rồng. Anh cá chép hóa rồng rồi. Chúng ta chỉ biết xôn xao ùng đi thi thố mà không ai chuẩn bị chu đáo. Cơ hội lần này coi như bỏ lỡ rồi. Từ đó, hình ảnh cá chép hóa rồng được lưu truyền dân gian, trở thành biểu trưng cho sự nỗ lực, may mắn, trót lọt, thành công trong học hành, thi cử, cũng như công danh sự nghiệp. Sự tích lão điền chủ biến thành khỉ. Con muốn ta trừ lương tháng này không mà dám ngủ gật hả? Ta còn chưa ngủ mà nhà ngươi dám ngủ à? Ồ, con lại ông, con trót dại, xin ông đừng trừ lương con quạt ngay đây ạ. À. Cứ liệu hồn đấy, quạt mạnh mạnh cái tay nào. Có ai ở nhà không? Bần tăng đang trên đường trở về chùa linh nghiệm, không may lỡ dở dọc đường. Cảm phiền thí chủ bố thí cho bần tăng bữa cơm chay và cho bần tăng ở nhờ một đêm được không ạ? À? Ở đây có cơm chay cũng chẳng có chỗ thừa để ở, ông thông cảm cho. Mong thí chủ mở lòng từ bi, đêm đã khuya, bần tăng quả thực không biết đi đâu cả. Đấy là việc của ông, còn không mau tiễn khách. Dạ vâng ạ, mời ông đi cho, chủ tôi không đồng ý đâu. Có ai ở nhà không? Sư thầy muốn hỏi ai ạ? Bần tăng lỡ dở dọc đường, chẳng hay nhà lão còn chỗ không, cho bần tăng ở nhờ một đêm. Nếu sư thầy không chê tấp liệu rách nát này, thì xin mời vào trong. Tội nghiệp, chắc sư thầy chịu đói lâu lắm rồi phải không? Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Cảm ơn hai cụ về bữa cơm chay, lâu lắm rồi bần tăng mới được ăn ngon như thế. Có gì đâu mà ơn với hội. Tôi đã chuẩn bị sẵn chăn chiếu, mời sư thầy vào nghỉ.
Hai cụ thật tốt bụng, khổ nỗi đều đã già và lại rất nghèo. Tôi sẽ cho hai cụ một điều ước. Hai cụ muốn trẻ lại hay là muốn có một vài đồ vật quý giá? Chúng tôi muốn trẻ lại như thuở 18, đôi mươi ạ. Đây là nước thần, có tác dụng cải lão hoàn đồng. Hai cụ uống vào sẽ lại trẻ đẹp như thuở 18 đôi mươi. Thật thế sao? Hai cụ mau uống đi. Trời ơi, có phải bà đây không? Là ông đấy à? Không thể tin được, nhìn ông y hệt như thời chúng ta mới quen nhau. Cảm ơn. Chúng ta gặp tiên rồi bà ạ. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên. Sao? Cái lão nhà sư rách rưới đấy mà lại là thần tiên ư? Mau đi tìm tên nhà sư ấy về đây cho ta. Ông ơi, nhà sư đây rồi. Ôi, sao lại kéo tôi vào đây? Hôm trước tôi hơi thất lễ, mong sư thầy thông cảm. Đây, biếu thầy ít lỗ phí, gọi là... Không, bần tăng xưa nay không nhận tiền của ai bao giờ, xin ông nhận lại cho. Sư thầy đừng có ngại, chắc sư thầy vẫn còn giận tôi phải không? Tôi biết lỗi rồi mà. Bần tăng đã nói là không nhận tiền, xin thí chủ đừng làm khó bần tăng. Không nhận tiền cũng được, chỉ cần sư thầy hãy cho tôi một điều ước. Ông đã rất giàu có, không thiếu một thứ gì. Vậy ông còn muốn gì nữa? Tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn có nhiều hơn. Hãy làm cho tôi có thật nhiều tiền ha. Thực ra ông không cần nhiều tiền. Tôi có thể làm ông trẻ lại. Ông không thích trẻ lại sao? Thôi được rồi, trẻ lại như vợ chồng lão Năm cũng được. Hãy cho tôi trẻ lại đi. Ta sắp trẻ lại rồi. Ông chủ, sao lại... Trời, sao ông chủ lại biến thành khỉ thế này? Tên nhà sư đâu rồi? Ông chủ. Sự tích bánh phu thê. Mình dừng tay ăn chút bánh cho đỡ đói. Mình ăn đi, bánh sáng tay em mới làm xong đấy. Bánh mình làm vẫn là ngon nhất, cảm ơn mình. Mình này, dạo này mùa màng thất bát quá. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu chúng ta cứ trông chờ mãi vào khu vườn này thì sẽ chết đói mất thôi. Anh định đi làm ăn xa một chuyến. Hôm trước, anh Năm rủ anh lên huyện làm thuê. Nghe nói trên đấy họ trả công cao lắm. Mình nghĩ sao mình? Nhưng em e đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Em sợ mình sẽ đổ bệnh mất. Ở nhà thì cả hai vợ chồng mình cũng sẽ chết đói thôi. Anh quyết rồi, đợi khi anh làm ăn khấm khá rồi sẽ về đón mình. Lúc đó mình chỉ việc ngồi mát mà hưởng thụ thôi. Anh đi đây, mình cố gắng chờ tôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, vợ chồng mình sẽ bớt khổ mà. Mình đi cẩn thận. Mình cầm mấy chiếc bánh này đi ăn cho đỡ đói. Mình đi đường nhớ cẩn thận nhé. Không bánh nào ngon bằng bánh vợ làm. Cứ hễ ngửi thấy mùi bánh này, anh sẽ nhớ tới mình. Anh sẽ cố gắng vì tương lai của vợ chồng mình. Mình ở nhà cũng phải cẩn thận. Đợi anh nhé. Em sẽ chung thủy và đợi mình về. Cho dù xa nhau, nhưng lòng em vẫn luôn ngọt ngào, đậm đà như bánh. Mình hãy luôn nhớ điều đó nhé. Được rồi, ngươi xuống bếp đi, sẽ có người hướng dẫn ngươi công việc cụ thể. Yên tâm, ở với ta, nếu chăm chỉ thật thà, ta sẽ không để ngươi bị chết đói đâu. Dạ vâng ạ, con đội ơn ông ạ. Dạ, chào cô. Thưa cha, chàng trai đó là ai đấy ạ? Người phụ bếp mới của nhà ta đấy, nhìn cũng cao to đấy chứ, chắc hắn sẽ làm được việc đi. Phụ bếp mới ư? Ôi, chàng thật khỏe.
dậy uống thuốc nào chàng ơi. Ấy, việc này cứ để tôi có thể tự làm được mà. Sao chàng cứ khách sáo với em vậy? Tôi... Em rất có tình cảm với chàng. Nếu chàng đồng ý ở lại đây làm chồng em, cha em sẽ để lại hết gia sản này cho chàng. Chàng chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ thôi. Chàng là một người khỏe mạnh, thông minh lại tình cảm. Em tin ở chàng. Nhưng tôi đã... Hay chàng chê em? Em không vừa mắt chàng. Ồ, không phải. Tôi không có ý đó. Hây... Hây... Tôi cũng không tin anh Tứ lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy. Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ấy chuyện trò vui vẻ với con gái ông Phú. Hơn nữa, tôi còn nghe đồn họ vài tháng nữa sẽ làm đám cưới. Cô tính thế nào đây? Chờ tôi một chút. Tôi cũng không biết nói gì cả. Nhưng tôi tin chồng sẽ không bỏ tôi. Tôi nhờ anh gửi túi bánh này cho anh ấy. Nhìn thấy nó, anh ấy sẽ hiểu. Không biết gì đây nhỉ? Chàng, có ai đó gửi đồ lên cho chàng. Bảo người ở quê gửi lên này. Người ở quê ư? Bánh là bánh. Từ ngày chàng bước xuống ghe, sống bao nhiêu đợt, bánh rầu bấy nhiêu. Mình phải về thôi. Vợ mình đang đợi mình. Anh Tứ, anh đi đâu vậy? Thế là em mất anh thật rồi sao? Mình đâu rồi? Mình, anh xin lỗi. Suýt chút nữa anh đã mắc sai lầm. Đã để em phải chịu khổ rồi. Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ chỉ ở đây bù đắp quãng thời gian khó khăn mà em đã trải qua mà thôi. Em biết mà, em đã tin khi nhìn thấy những chiếc bánh đó, anh sẽ quay trở về bên em mà. Loại bánh đó tượng trưng cho sự thủy chung của người vợ đối với chồng, và người ta gọi đó là bánh phu thê. Ngày nay, loại bánh này thường hay có mặt trong tiệc cưới như một lời nhắn nhủ đến các đôi vợ chồng trẻ phải biết yêu thương và chung thủy với nhau mãi mãi. Cô vợ mèo. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một anh nông dân nghèo sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Chàng làm việc quần quật cả ngày, nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn. Tuy vậy, nhưng anh ta lại vô cùng tốt bụng và niềm nở, khiến mọi người xung quanh rất yêu mến. Gần nhà anh nông dân này là tên phú hộ giàu có nhất làng. Mặc dù cuộc sống vương giả là thế, nhưng tên phú hộ lại rất đỗi keo kiệt và tàn nhẫn với tất cả mọi người. Cả con mèo này nữa, nuôi mày chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ tổ tốn cơm thôi. Muốn rồi, ai còn đến tìm mình vào giờ này nhỉ? Đây chẳng phải là con mèo nhà phú hộ ư? Sao nó lại ở đây trong cái thời tiết mưa gió như thế này nhỉ? Nào mèo con vào đây, mày ở bên ngoài dễ bị cảm lạnh lắm. Mưa thế này thì đêm nay mày cứ ngủ lại đây, ngày mai tao sẽ đưa mày về nhà được chứ? Mới sáng ra, cái tên nghèo mạt hạng như nhà ngươi tới đây định xin xó gì? Cút về đi, ta không có cho nhà ngươi đâu. Khoan đã, thưa ngài, hôm nay tôi tới đây không phải để xin xỏ gì, mà tôi tới để mang trả lại con mèo này cho ngài. Nó đã đi lạc vào nhà tôi tối hôm qua. Không, nó là một con mèo vô tích sự, không bao giờ bắt chuột. Nhận nó lại chỉ tổ tông cơm, ta không cần. Dù sao nó cũng là do ngài nuôi, làm sao ngài có thể nói như vậy được? Nuôi nó ở trong nhà chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Mèo là của nhà ông, ông không nuôi thì bây giờ tôi biết phải đưa nó cho ai? Nếu không biết làm gì thì nhà ngươi vứt nó đi. Thật là một người độc ác. Sao ông ta có thể vứt bỏ một con vật dễ dàng như vậy chứ? Thôi được rồi, đã thế thì mày hãy cùng tao về nhà đi. Dù tao có nghèo khó,
nhưng tao nhất định sẽ không bỏ mặc mày như gã phú hộ keo kiệt kia đâu. Không còn cách nào, anh quyết định mang nó về nuôi. Bất cứ đồ ăn gì, anh cũng chia cho mèo, coi nó như người thân trong nhà. Này mèo con, nếu mày là người thì tốt quá nhỉ. Nếu như thế, thì trong lúc tao đi làm đồng, mày sẽ ở nhà xay gạo cho tao. Khi ấy cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn biết chừng nào. Mày hiểu tao nói gì sao? Chắc là tao tưởng tượng ra thôi, làm gì có chuyện ấy chứ. Ta phải đi ra đồng làm đây. Mày ở nhà ngoan và nhớ không được đi đâu đấy. Rõ ràng không có ai ở nhà, nhưng sao mình lại nghe thấy tiếng cối xay nhỉ? Ra là thế. Cảm ơn mày, mèo con. Cảm ơn mày đã giúp tao. Từ đó trở đi, trong khi anh nông dân ra đồng làm việc, thì con mèo ở nhà xay bột sẵn, làm tất cả việc nhà cho chàng. Vào một ngày nọ, khi anh nông dân tâm sự với con mèo: Mèo con à, ước gì mày là người thì tốt biết mấy. Những lúc vui buồn, tao sẽ có thể tâm sự với mày, và mày cũng có thể an ủi tao. Cuộc sống này đôi lúc thật khó khăn, giá mà có một người ở bên động viên để giải bày tâm sự thì tốt biết bao. Anh chủ, xin anh đừng buồn nữa. Mày biết nói tiếng người sao? Đúng vậy, vốn dĩ trước đây tôi là một con người, nhưng do một số lỗi lầm trong quá khứ nên bị phạt sống kiếp của một con mèo. Tội nghiệp mày quá. Lúc trước khi chưa gặp anh, tôi đã nghĩ sẽ sống cam chịu làm con vật suốt đời, nhưng chính sự tốt bụng và chân thành của anh đã khiến tôi cảm thấy hối hận. Tôi muốn đi hành hương, muốn đi đến nơi của các vị thần để cầu xin được trở thành con người như xưa, để có thể báo đáp lòng tốt của anh. Nếu mày đã muốn như vậy thì hãy cứ đi đi, đừng quá để ý đến tao. Hãy mang chút tiền này đi đi, và đừng để lũ chó mèo hoang bắt nạt đấy nhé. Cẩn thận đấy, đi xong thì về với tao. Muộn rồi, mau về đi, kẻo tối đấy anh bạn. Được rồi, các anh cứ đi trước đi, tôi về bây giờ đây. Rồi vào một buổi sau đó, đúng 30 ngày, anh nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Và rồi anh rất bất ngờ khi thấy căn nhà của mình sáng choang, đồ đạc được sắp gọn gàng, sạch sẽ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Còn cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Thiếp chính là con mèo được chàng mang về nuôi và được chàng cho đi hành hương đây. Thật vậy sao? Thật ra thiếp vốn là người, nhưng do một số chuyện xảy ra trong quá khứ nên đã bị biến thành mèo. Nhưng chính nhờ lòng tốt của chàng đã giúp thiếp có thể đi hành hương và trở lại làm người. Thế là anh nông dân cùng cô gái kết hôn với nhau. Từ đó hai người chăm chỉ lao động, cuộc sống của họ dần khấm khá. Còn về phần lão phú hộ, do ngày càng keo kiệt và tàn nhẫn, dần dần chẳng ai muốn làm thuê cho lão ta nữa. Chẳng mấy chốc, lão trở nên nghèo khó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!